Chào tất cả mọi người, hôm nay Bách Hóa Salon sẽ giới thiệu nơi mua dầu dừa nguyên chất và uy tín nhất Hồ Chí Minh cho các bạn nhé. Xưởng nấu dầu dừa của mình á, nhà mình á là nấu ở dưới Bình Đại, thuộc tỉnh Bến Tre nha các bạn. Địa chỉ kho bán lẻ là tại 258/22 Võ Văn Tần, phường 5 quận 3. Mình có để địa chỉ ở trên góc màn hình. Các bạn xem mà đến mua trực tiếp nếu cần nhé. Do bên mình phải bỏ xỉ dầu dừa trên khắp cả nước, từ miền Nam đến miền Bắc, thậm chí là đến các spa uy tín đều lấy nguồn bên mình. Nên dầu dừa bên mình phải là dầu dừa nguyên chất, nấu từ nước đầu, không pha với nước 2, nước 3 nha các bạn yên tâm về chất lượng dầu dừa. Giờ chúng ta sơ lược qua về dầu dừa nguyên chất mình nha. Nói màu sắc nè, thì chúng ta sẽ thấy màu dầu dừa có màu hơi ngà, màu vàng ngà một chút và trong suốt. Mới nấu sẽ màu vàng đậm hơn như thế này. Nè các bạn thấy không? Cái này màu vàng đậm hơn. Còn màu của hũ nhỏ này á là mình bảo quản tủ lạnh để bán cho khách lẻ, để dành bán cho những khách lẻ. Nên màu nó sẽ bị nhạt lại. Cái dầu dừa này á, bạn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thì nó sẽ chuyển qua thành màu trắng sữa nha. Và đặt lại, sáng giờ ngồi tập quay video tới lui miết nên nó tan hết rồi, không có ở đây cho mọi người xem. Còn nói đến mùi vị, cái này là để mình vận chuyển đi, nó không có bị chảy ra các bạn. Còn nói mùi vị nha, trời, mới mở ra nó thơm nứt mũi luôn. Thơm nứt mũi luôn các bạn, đây nè. Nó không có mùi cháy khét do quá lửa nha. Bên mình thì đừng canh toàn, mỗi lần mà bắt nồi để nấu á, đều canh, đều bấm đồng hồ để canh giờ hết, chứ không phải là tự canh theo cảm tính đâu. Nên cái mùi của nó rất là thơm. Mỗi lần mà sữa mình nấu xong á là nó thơm, rất là thơm, nên mỗi lần sữa mình nấu xong á là nó thơm cả khu phố luôn, chứ không phải là chỉ cái sữa mình không đâu. Còn cái đậu sánh nè. Đậu sánh này thì khó thấy. Đậu sánh nè. Nó chỉ sánh hơn nước thường chút xíu thôi, chứ không phải là pha nước gì đâu nha các bạn. Bản chất á là dầu dừa nó đã tách lớp với lại nước rồi, nên nếu mà trộn nước vô là thì nó sẽ thấy rõ hai lớp khác nhau liền, chứ không có trộn lẫn được đâu. Đây nè, đây cái đậu sánh của dầu dừa bên mình. Do là dầu dừa nguyên chất bên mình á là nấu bằng nước một nên nó không có bết dính tóc, nên những bạn nào mà có cần mà dưỡng tóc hay là ủ tóc để cho trị gầu, trị nấm da đầu các kiểu á, hoặc là để ngăn ngừa rụng tóc á, thì cũng không lo cái vấn đề bết dính hay là gãy rụng tóc. Ngoài ra thì nó còn nhiều công dụng lắm. Từ dưỡng môi nè, cho đến là trị nứt gót chân nè, trị mụn viêm nè, rạn da nè, đến phòng ngừa sẹo thâm nữa, hiệu quả rất là tốt. Thì giá dầu dừa nguyên chất bên mình á là 300.000 cho 1 lít mà thôi. Dầu dừa nguyên chất loại một không pha nha bạn, 300.000 một lít. Còn một cái chai như vậy nè là nó chỉ tầm 150.000 thôi, nửa lít. Một chai như vậy là nửa lít. Bạn nào đặt 1 lít đó thì mình sẽ gửi 2 chai như vậy. Cái muốn băng keo này á là băng keo đen này á là để chống thấm cho nó không có bị chảy ra các bạn, để ship hàng nó không có bị chảy ra, để không có bị hao hụt á. Bạn nào cần dùng mà rạn da, trị rạn da, dưỡng tóc cần dùng nhiều với lại mỗi ngày á, dùng lâu dài á, thì mình nên mua trên 1 lít sẽ lợi hơn. Nửa lít cũng được, cũng sẽ rất là lợi hơn là bạn mua hũ nhỏ như vậy. Thì hũ này dùng chắc cũng khoảng được 2-3 tháng luôn á, nhiều lắm. Còn bạn nào mà cần mà dưỡng môi á, bạn nào mà cần dưỡng môi hoặc là thấy nhu cầu của mình dùng ít, hoặc là chỉ cần chấm những nốt nấm da tràm sữa của bé mới sinh á, thì dùng loại này là được rồi. Bé thường sẽ bị hai bên má hoặc là trên da đầu, nên chỉ cần dùng loại này là đủ rồi nha các bạn. Thì một lọ như vậy á, một lọ này là 25ml nha. Giá một lọ này là 25.000, hũ thủy tinh, nên bạn tha hồ bảo quản luôn. Cái hũ mà bình thường á thì mình chỉ bảo quản được, hũ nhựa bình thường á thì chỉ bảo quản được 4-5 đến 6 tháng thôi, nhưng mà hũ thủy tinh này á thì phải giữ để ở chỗ khô ráo mà không ánh nắng mặt trời luôn á, thì nó cũng phải giữ được khoảng tầm 10 đến 12 tháng, rất là lâu. Nhưng mà bạn nào mà dùng ít nữa mà muốn bảo quản lâu nữa thì bỏ tủ lạnh. Bạn bỏ ngăn mát tủ lạnh, không cần bỏ ngăn đá, bỏ ngăn mát tủ lạnh thì đảm bảo với bạn luôn là dùng 18 đến 24 tháng luôn, cũng không có bị mất mùi hay là mất vitamin E hay là những dưỡng chất thiết yếu của nó. Nó vẫn giữ nguyên được cái độ ban đầu như lúc mới nấu. Nên thì bạn nào ở Hồ Chí Minh á lấy trên 1 lít á thì mình free ship nha, giá chỉ 300.000 một lít thôi. Còn bạn nào mà muốn qua trực tiếp á thì mình có để địa chỉ ở trên góc màn hình nè, ở trên góc màn hình bạn theo dõi giúp mình nha. Nhưng mà có gì các bạn cứ nhắn Zalo giúp cho mình để mình, hoặc là gọi giúp cho mình để mình xem có mình ở nhà không. Còn không á thì mình sẽ nhờ mẹ mình trước, mẹ mình chỉ chỗ lấy cho, để mình hay cất tùm lum hết, mình cất tùm lum hết, mẹ mình không có biết đâu, không biết có chỗ để đâu. Gửi á thì mình sẽ dùng chèn thêm mút bong bóng nữa, nên bạn yên tâm cái vấn đề sẽ không có bị va đập vỡ hay chảy đâu. Mà bạn thấy không, bên trong nè mình có chèn cái lớp để nó không có bị rỉ dầu ra, rồi ở ngoài mình sẽ đóng hộp nữa, rồi mình sẽ chèn thêm mút bong bóng nữa, nên bạn yên tâm vấn đề đó. Bạn nào đặt mua dầu dừa nguyên chất thì cứ liên hệ bên mình, bên Bách Hóa Salon bên mình.
điều cuối các bạn chịu khó đăng ký kênh giúp mình nha, Bách Hóa Xe Lâm. Chúng mình còn rất là nhiều sản phẩm tuyệt vời. Rồi mấy các bạn, mình sẽ tranh thủ up lên dần từng chút một. Đây là clip đầu mình làm nên nó hơi rung tay, nói hơi rung rung, các bạn thông cảm nha. Xin chào các bạn, xin cảm ơn các bạn đã xem video, dành thời gian xem video này.